rất là chân thật và hiểu rõ bản thân mình, cũng như là có những trải nghiệm rất là địa phương, rất là mang cho mình được những cái suy nghĩ rất là sâu sắc để cho mình nhiều hơn trong một chuyến đi. Vì vậy mà mình cũng rất muốn các bạn mà có những trải nghiệm như vậy để mà hiểu rõ được bản thân mình và cũng nên là làm được nhiều điều tốt đẹp hơn. Nếu xin được chia sẻ đó là cái khởi đầu của mình là một người rất là thích quay phim chụp ảnh. Vì vậy là đến với cả hội chợ Travel Fest 2019 thì mình sẽ mong là mình sẽ được chia sẻ được những cái kinh nghiệm mà để làm sao cho chúng ta có thể đi sau những cái chuyến đi chúng ta mang lại những cái hình ảnh đẹp nhất, những cái thước phim đẹp nhất nhờ những cái công nghệ trong cái thời đại 4.0 bây giờ. Cảm ơn ba anh, ba travel blogger nổi tiếng của chúng ta. Trên fanpage của sự kiện ngày hôm nay thì lễ khai mạc diễn ra từ 10 giờ đến 11 giờ và bắt đầu 11 giờ là thời điểm của talk show giữa Lê Anh cùng với hai chuyên gia của ngày hôm nay, đó là Hoàng Bảo và Tùng Nếm. Còn Tú thì Lê Anh xin được nhường lại cho talk show của buổi chiều và ngày mai nữa. Cho nên rất nhiều các cái gương mặt sẽ đến với chúng ta trong những talk show của chương trình này. Vậy thì bây giờ Lê Anh xin được cảm ơn Bảo, cảm ơn Tùng Nếm để hai bạn xuống dưới kia và chuẩn bị một chút nữa chúng ta trở lại đây trong phần talk show nhé. Và xin mời Tú ở lại với Lê Anh một chút xíu, bởi vì chúng ta vẫn còn một thủ tục nữa để khép lại lễ khai mạc ngày hôm nay trong niềm vui. Bởi vì chúng tôi không muốn một lễ khai mạc quan phương nó phải thật là trang trọng nhưng mà chân tình và gần gũi với những người đi du lịch. Cho nên chúng tôi quyết định là sẽ tổ chức một cái phần bốc thăm may mắn. Và Tú giúp Lê Anh là người có bàn tay vàng sẽ tìm ra người may mắn trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, phần cuối cùng của lễ khai mạc ngày hôm nay, Lê Anh xin mời quý vị đến với phần bốc thăm may mắn, tìm ra hai vị khách may mắn nhận được hai chiếc điện thoại Nokia 8.1. Vâng ạ, chúng tôi đã có các visit của quý vị tham dự trong khai mạc ngày hôm nay. Và Tùng ơi, Tú giúp Lê Anh tìm ra hai người may mắn ở trong này. Và quý vị thân mến, chúng ta cùng chờ đợi xem là hai người nào sẽ được chọn để gọi tên là những người may mắn nhất trong buổi sáng ngày hôm nay trong cái khai mạc của sự kiện cho các ngày 19. Xin mời Tú đọc giúp Lê Anh luôn nhé. Tú giúp Lê Anh. Xin mời chị Phạm Hà Thu, sales manager của La Regina Cruise. Người đầu tiên là chị Phạm Hà Thu, sales manager của La Regina Cruises. Xin mời chị. Wow, đây rồi, xin mời người may mắn đầu tiên và người thứ hai là ai? Người thứ hai chính là chị Lê Thị Nguyệt, Assistant Director of Marketing and Communication của Windham Legend Hạ Long. Một lady thứ hai nhận được món quà này là Lê Thị Nguyệt ở Legend Windham Legend Hạ Long. Wow, xin chào mừng, xin chúc mừng hai người may mắn của chúng ta đã sân khấu nhận món quà này. Và xin được mời bà Lưu Phương Linh, giám đốc kinh doanh tạp chí Travel Life, cùng với anh Hoàng Tú sẽ trao món quà này cho khách của chúng ta. Xin mời bà Lưu Phương Linh. Xin mời trao quà cho khách.